Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì một lần nữa mình lại đi bán các bạn ơi. Hôm ngày thì vắng vài bữa rồi, nay bán lại nha. Đây hôm nay mình có một thùng kem chuối rất là ngon luôn. Mình lấy khoảng 70 cây đó các bạn. Mình ăn thử tại lò rồi thì cái chỗ làm kem chuối này là rất là ngon các bạn ơi. Mình ăn mình thấy nó ngon nè, nó béo rồi thêm chuối thì rất là nhiều, rồi thêm mít vừa đậu phộng nữa. Ngon quá nên mình lấy về mình bán nha. Một cây như thế này là mình mua lại 1.500, mình xin bán lại là 2.000. Một cây như thế mình sẽ lời 500 đồng, mình đi bán cho bà con. Hôm nay mình có tới tận là 70 cây lần các bạn ơi. Đây đầy thùng luôn nè. Này mà nó nặng quá mình không thể nào mà gánh hay là gì hết trơn á, nên mình phải dùng xe đó mình đạp mình đi bán. Đó, nay mình đang đứng trước nhà của cái gì mà bán mấy cái muối đó các bạn, để cho bò uống với lại cho người ta ăn nữa. Rồi thôi mình bán nha. Dì ơi, dì có ủng hộ kem chuối cho con không? Lần nào lên thì cái chỗ dì bán muối cũng ủng hộ kem chuối cho mình hết trơn á. Dì có lấy kem chuối không dì? 6 cây đi. Lấy 6 cây ha. Wow, mới mở hàng mà bán được 6 cây luôn các bạn ơi. Rồi trúng mánh rồi. Cái này có tủ lạnh hay là thùng nước đá gì đó dì để? Dạ dì để lâu á dì. Ăn nó rất là ngon luôn. Dì có muốn ăn thử không dì? Không. Thấy dì là im rồi hả? Này. Sao giờ? À. Ủa? Dì bán tàu hủ, cho con đổi đi, cho con đổi với 20.000 đi. Ôi. Ôi dì xong dì dẫn ra xe xích vô sai à. Dì bán hết cho dì còn tàu hủ không? Trời ơi, đang thèm mà tàu hủ cái gì này nè các bạn, cũng đi bán tàu hủ giống như mình gánh lúc trước vậy đó. Ôi dì bán đắt hơn mình nữa, bán hết trơn rồi đó. Cho con đổi 20.000 nha. Dì cũng không được nữa dì ơi. Dì bán tàu hủ có mua kem chuối không? Mấy ba cây cây. Trời ơi. Mừng quá các bạn ơi, mời ai cũng mua hết trơn á. Dì bán tàu hủ mua 3 cây. 10 cây đi dì bán tàu hủ ơi. Ôi, cái kem. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi, 6.000. Dạ rồi. Con hỏi dì kia lại 8.000 đúng không dì? Cảm ơn dì nhiều nha. Chúc con đi. Chúc con mua mai bán đắt. Dạ. Tại vì dưới cái thời tiết trưa nắng này nè các bạn ơi, bán kem là hợp lý nhất luôn. Đó, có vài cây thì nãy mình vận chuyển lên đây nó hơi bị mềm á. Rồi, mình để đây cho nó cứng lại. Mời các bạn ăn một cây kem chuối nha. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nha. Đây. Rồi ngon lắm các bạn ơi. Nắng nóng như thế này mà được ăn một cây kem chuối là còn gì bằng nữa. Dì bán tàu hủ không ăn thử ha, ăn thử có ngon không? Nè các bạn. Đây, ôi. Ngon quá. Các bạn thấy ngon thì nhớ mua ủng hộ nha. Ủng hộ nhiều 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 đó. Cưng có mua kem chuối không? Vậy thôi con cảm ơn dì nha, con đi dài dài xuống dưới. Bán 2.000 một cây. Lúc nãy đi á mình có cộng dây băng á, lần cho nó không bị gớt á, nhưng thôi bây giờ thì mình dẫn rồi các bạn ơi, mình giao cho nó dễ á. Dắt ra. Dạ. Từ từ để lặt cái thùng kem của con. Rồi đi theo mình nha các bạn, giờ mình đi dài dài xuống tiếp tục mình bán nha. Nay thì dạ. Ai có tủ lạnh á thì để vô. Ôi. Rồi kem chuối gì ạ? Kem chuối ngon lắm nha. Kem chuối mát lạnh nè chú ơi. Chú có mua kem chuối không? Chú không ăn hả? Kem chuối không gì ơi. Kem chuối ngon lắm nha. 2.000 một cây thôi. Có mua kem chuối không gì? Kem chuối ngon lắm cái gì? Dạ có hả gì? Qua nhà gì cũng làm nữa hả? Hôm nay các bạn thì học sinh á, tại vì là ngày thứ nên học sinh còn đi học á, nên cứ cái khúc này nè thường là rất là đông tụi nhỏ luôn, mà hôm nay bán không ngày ngày tụi nhỏ nó đi học hết trơn rồi, nên thôi mình cứ dài dài bán cho mấy bà con nha.
cái món kem chuối này ở quê mình thì mọi người cũng rất là ưa chuộng luôn. Nó vừa rẻ nè, rồi vừa ngon nữa, thêm béo nữa đó các bạn. Kem chuối thì mấy gì ơi, mấy gì ơi, mấy gì ơi, mua kem chuối đi, 2.000 một cây thôi. Mấy gì có mua kem chuối không? Cô Hai ơi, kem chuối, kem chuối ngon lắm má, 2.000 một cây, con nói thiệt vậy. Cô Hai thử một cây đi. Dạ, để con đậu xuống. Dạ kem ngon lắm, có 2.000 cây à, mà trong đó có chuối, có mít, rồi có nước cốt dừa nữa. Nè con nói thiệt, con hay lấy một cây hay ăn thử đi. Dạ có 2.000 cây thôi mấy bạn, bà lấy một cây thôi. Dạ bà ăn thử đi bà. Ngon là trả lại con á. Trời ơi, con hết tiền rồi. 2, 4. Dạ, tại vì nãy nắng nóng quá nó chảy. Cô Hai ơi, cô Hai lấy cây cứng này, cây mềm thì để lại cho con. 4, 5.000. Rồi, hết tiền của con luôn rồi. Đưa đó lại cho bà đi, lấy tiền con có con nhỏ rồi. Sao? Dạ. Đưa đó lại cho bà đi rồi. À, dạ rồi, cảm ơn gì. Trả mình là 10.000. Lấy 2.000 để trả. À, gì hạn cây luôn. Rồi, đưa cho bà đi. Rồi, cơ mua bao gì. Dạ. Còn bà đó 1 cây nữa là 2 cây. Ôi. 3 cây rồi. 3 cây luôn các bạn ơi. Chào nữa. Cái cây chuối. Rồi để chị xíu, để chị đó. Bắn hơi cô bỏ một bọc cô Hoa nha, 5 cây đi. Rồi rồi, có liền, có liền. Ngon lắm gì ơi, dì ăn thử đi dì ơi. Cưng lấy 5 cây hả? Dạ. Ăn một lần là ghiền đó nha. 2, 4, 5 cây. Rồi, cũng tương 5 cây. Ủa mà hàng đắt lắm, chút xíu đi chơi. Dạ, vậy mà hàng đắt nghe gì. Ừ. Đây, hết còn lại 10.000, cảm ơn Dương nha. Nên cảnh lãng liễu nó mắc lâu, tôi đậu lâu lại à. Hai, ba, bốn, 5 cây luôn. Mỗi người 5 cây họ về các bạn, họ sẽ bỏ tủ lạnh để dành ăn á, rất là ngon luôn. Dạ. Ủa, hai kem chuối làm gì chúng? Còn này hả? Chị nói vậy. Nói là vui mà. Dạ. Đấy, còn thêm 5 cây nữa. Wow, mua thêm 5 cây nữa, đắt quá cô Hai ơi. Ngon không gì gì ăn thử nha. Cho hết thùng. Rồi, đợi chị xíu. Ồ, bé mua tới 10 cây luôn. Cô Hai ơi, cô Hai. Có tủ lạnh. Dạ, có tủ lạnh để dành đó. Ừ. Kem chuối nữa. Đây 5 cây nữa, cảm ơn Cưng nha. Vẫn không đủ tiền hối cô Hai. Dạ, 2, 4, 6. Hết tiền con luôn rồi. 8, 9. Cô Hai đưa có 1 tấm mà, con đưa lại quá trời luôn. Hết. Lát con đổi. Cái này được không gì? Cứng không gì? Gì được chơi. Sao gì vậy, thấy được không? Vậy thấy ngon không? Ngon. Thấy chưa, con nói mà. Thấy cái người quảng cáo cũng ngon lắm. Ngon, quảng cáo cũng ngon lắm. Rồi, con cảm ơn gì. Bánh kem cũng khỏe hơn bánh em qua chân. Dạ. Ủa, bắt gánh cái chân bán rồi hả? Dạ, hôm trước con có... Ôi trời ơi, chiếc xe này. Còn hôm trước con có gánh chuối chân bán cái gì? Rồi. Rồi, cảm ơn mấy dì nha. Ăn đi đó nha. Dạ, đi bộ hả? Dạ. Kem chuối đây. Kem chuối ngon lắm mấy dì ơi. Dì Tùng ăn kem chuối không? 2.000 một cây. Dì Tùng có kem này hả? Dạ. Mấy dì ơi, mua kem chuối ăn mấy dì ơi. Dạ 2.000 một cây mới được. Ồ, con mà bán 1.000 một cây là con lỗ lắm luôn á. Con lấy ra là 1.500 rồi mấy gì. Một kem chuối nha. Nha. Mấy gì có ăn không? Thì có kem chuối của con ngon lắm á. Mấy gì đằng đẳng khen á.
các bạn ơi, đi đặng chỗ nãy đó các bạn đang bán đắt quá trời luôn, thằng bé nó mua 10 cây rồi thêm mấy gì một người một cây nữa. Rồi mình đi lại chỗ đằng kia thử coi có đắt giống vậy không nha. Cái này mình ăn bán cũng không sợ ế mà người ta ăn á các bạn, người ta để lâu cũng được nữa, để tủ lạnh mấy ngày luôn vẫn ăn được bình thường à. Kem chuối không mấy đứa, kem ngon lắm nha. Ai kem chuối đây? Có mà ăn kem chuối không? 2.000 một cây ngon lắm nha. Ngon lắm cái gì? Sao vậy? Mắc cỡ hả? 2.000 một cây nha. Rồi chị lựa cây cứng cho nè. Rồi, cảm ơn nha. Cái món này các bạn, người lớn hay trẻ nhỏ gì ai cũng thích hết trơn á, vừa lạnh lạnh người béo béo nữa. Trời ơi, ăn giữa thời tiết nóng gì là ghiền luôn á. Rồi mình đi tiếp thôi. Ngon lắm mấy gì? Chị có mua? Dạ. Dì ăn thử đi, ngon lắm á. Thôi, dì nhìn cây kem thấy ngon quá các bạn ơi, mua thêm 5 cây nữa. Hai, ba, bốn, năm cây. Dạ. Dạ một bọc gì là 10, 5 cây, hai bọc hay gì? Ồ, một chục nữa. Đây, một, hai, ba. Ôi, có mấy cây nó cứng rồi các bạn. Bốn, 5, 6, 7, 8. Kiếm mấy cây cứng cứng đó các bạn. Tại mấy cây này nè, nãy trời nắng đó, nó bị chảy á. 10, không biết phải gì không. Để mình vô mình hỏi gì thử coi. Một bọc 5, một bọc 10 đúng không gì? Dạ. Cây này ngon lắm á, gì ăn thử nha. Cái này có gì? Giống cái này giống cái thịt mình mua nè. Ừ. Dạ điếm hay gì? Dạ cái này điếm. Rồi để con năm cây nó hay vậy. Rồi con cảm ơn gì nha. Ba, bốn, năm. Ôi các bạn ơi, hai cái gì đó rồi, rất là thích kem chuối luôn, mua một lần là 10 cây luôn để dành ăn từ từ nha. Chục cây luôn, đây con gửi gì, cảm ơn nhiều nha gì. À vậy đó hả? À mua lần mấy chục cây mình để từ từ mình ăn á, không có sợ nó hư. Dạ. Các bạn ơi, nãy giờ đi có một chút xíu thôi à, mà thùng kem mình lưng này nè, còn nước đá luôn mà không thấy kem đâu hết trơn á. Ôi đắt quá các bạn ơi, mình lấy tới 70 cây lần á mà đi nãy giờ bán đắt quá trời luôn. Mình đi tiếp tục nha. Rồi mình đi thôi. Cái chiếc xe này. Rồi, ngon không gì? Dạ con cảm ơn. Ai kem chuối đây? Chú ơi, mua kem chuối ăn ngon lắm nha, 2.000 một cây. Chị Kiều mua kem chuối ăn. Ngon lắm đó chị Kiều. Thank you.
lắm nha. Bởi vì mình bán đúng lúc á các bạn. Các bạn thường đi bán là mình phải đi lựa thời điểm á. Như là mình bán kem thì mình phải đi giấc trưa nắng như nè. Bà con họ khát nước á, cái họ thích mua kem ăn lạnh lạnh mát. Nãy giờ mình bán đắt quá trời luôn các bạn, còn có mấy cây nữa là hết rồi. Gán đi dài dài xuống dưới mình bán tiếp nha. Kem chuối gì ơi? Kem chuối đây. Xe. Ngon lắm mấy dì, con cho dì coi thử nha. Trời, bán đi. Ba cây đi. Dạ, 2.000 một cây. Ba cây. Cây ngồi vậy lấy tiền, lấy cây chuối. Rồi, ba cây có liền. Ba cây 6.000. Con nội còn dân ly cà phê nè. Một cây. Con lựa cái cứng cho dì nha. Dạ, ba cây. Trời, dạ rồi. Quay chỗ nào tôi coi, chỗ nào tôi coi. Trời ơi, ổng kìa mắc cỡ hả? Rồi, cảm ơn cưng nha. Trời ơi, quá trời trốn. Trốn mà la lớn lên. Rồi, cảm ơn nha. Dạ con. Đừng có nghịch cái thảo. Dạ không, con đóng lên gì là đúng rồi đó. Rồi, chị đi nha. Dạ. Cái chiếc xe này. Kem chuối chú ơi. Ai mua kem chuối không? Kem chuối này nè các bạn, thì người dân ở nhà mình nó cũng hay làm á, tại vì á có nhờ có chuối nhà đó, rồi mình lấy bột nè, thêm nước cốt dừa nữa là mình cũng làm được rồi. Ôi xe, tại vì á hôm ngày á mấy chị mình bận quá đó, nên không có thời gian. Nếu có thời gian thì mình cũng làm, mình đi bán rồi mình khỏi cần phải lấy. Ai kem chuối đây? Kem con bán ngon lắm á, chỉ 2.000 một cây thôi à. Chín một cây ăn thử nha. Kem ngon lắm á bà Chín. Kem ngon lắm á. Chín bán cháo gì vậy? Chín mua kem chuối không? Kem ngon lắm á. Tại bà Chín dơ hả? Một cây hả chị? Em lựa cái cứng cho chị nha. Đây. Được chưa? Cây này chị thấy được chưa? Mềm dưới. Tại vì á nè, cây này được không chị? Rồi. Dạ 2.000 một cây à. Dạ. Chị gạn lấy một cây hả gì? Chị lấy một cây hả? Rồi, con cảm ơn nha. Ngon lắm dì ơi. Dạ, ngon lắm dì, con lựa mấy cây cứng nè, ở trong đó. Dạ dạ dạ, rồi có liền. Dì ăn thử đi, cái loại này nó béo lắm á. Rồi đây của chị nè, cảm ơn chị nha. Hệ không ngon trả lại.
Trời ơi cái chiếc xe. Kem chuối chị ơi. Mình bán cái này nè các bạn, mình phải quảng cáo đến cây kem của mình đó thì mình mới bán đắt được. Nhưng mà mình nghĩ là kem mình ăn thử rồi, mình biết nó là ngon nên mình mới dám nói á. Còn mà các bạn thấy mình nó không ngon không á, các bạn nói người ta ăn không ngon thì người ta đánh chết á. Ai mua kem chuối đây? Cái gì kem chuối 2.000 một cây, ngon lắm á. Ngon. Dạ ngon, thiệt. Dì ăn thử một cây đi, 2.000 thôi à. Con không có lời gì, con nói thiệt á. Tại vì nãy giờ con bán nhiều lắm rồi. Thiệt mà dì. Nè dì lại đây đi, con cho dì coi thử nha. Rồi dì thấy ngon gì hả mua. Nha, tại con lấy mấy cây cứng cho. Tại nãy con đi á, cái nó bị mềm vài cây á dì. Nè, dì coi cái kem đi nha. Nó tới đó. Tại vì có mấy vài cây nó bị mềm á thì dì bỏ lại dì khỏi lấy. Con bán có vài cây nữa là hết rồi. Mua 5 cây đi. Dạ. Cứng quá, còn mềm quá à. Dạ tại vì con lỡ lấy về á gì. Hồi nãy người ta lấy hết rồi. Để con lựa cho dì để vô tủ lạnh rồi nó cứng lại rồi. Này dì hai cây này dì coi được không? Đây nữa đi. Cây này nữa dì coi được không? Để con bỏ bọc cho dì nha. Dì. Rồi rồi bà đợi con xíu nha bà. Rồi. Cảm ơn bà. Rồi cảm ơn dì. Kem chuối ông ơi. Còn vài cây nữa là hết rồi. Còn cây mềm không à. 2, 4, 6 Con nhiều ít quá à. Dạ con bán 70 cây là nãy giờ từ đây trên xuống dưới nó mới hết em bà. 2, 4, 6, 8, 9 Con còn 9 cây nữa là hết rồi. Nhưng mà sao con khi nào cũng mềm hết trơn vậy. Con phải làm cho nó cứng lại mới được. Sao cứng được. Dạ con phải về để lạnh nó. Nó mới cứng lại được. Con cảm ơn gì con đi nha. Hết bún chưa bà Mười ơi? Mua máy hàng, mua xe đạp điện, mua đồng hồ điện, mua đồng tiền xưa, mua bạc cát xưa, mua lư cũ, mua sa mi, mua bích tông, mua tàn âm, mua quạt gió, mua máy phát điện, mua điện thoại hư, mua điện thoại cũ, mua bàn ủi tay, mua bàn ủi mình dừng lại nghỉ xíu các bạn ơi. Với lại mình phải tìm cách làm sao cho chính cái cây kem của mình nó cứng lại các bạn ơi. Nó mềm quá rồi, bà con họ không có chịu ăn. Chính cây nào cũng mềm chứ, có cây nào cứng chứ. Ui. Tại thường á bán kem này nè là kem nó phải cứng á, ăn nó mới ngon các bạn. Nè nó bị cháy hết trơn rồi, nó mềm xèo à. Người ta không thích. Cây cứng à. Hồi nãy giờ con bán được nhiều cây lắm rồi đó, còn lại nhưng mà nó mềm, còn hai cây cứng rồi gì ủng hộ con nha. Còn mấy cây kia nó mềm quá à. Dạ 2.000 một cây. Nè gì để tủ lạnh xíu gì ăn nó hơi mềm mềm gì nè. Dì không cảm lấy giùm con nha. Ngon lắm á gì. Trời ơi cảm ơn gì nhiều nha gì ơi. Con lấy thêm vài cây. Nè gì có chịu không gì? Nó tại vì á con chạy á nên nó bị mềm chứ không phải là. Dạ còn 2, 4, 6, 7 cây. Wow các bạn ơi, 7 cây mềm mà dì lấy hết trơn luôn, ủng hộ cho mình. Dì tốt bụng quá. Dạ là nó cứng lại à dì ơi. Cái này thì chỉ cho nó bí quyết rồi. Dạ. Đừng có để trong thùng này. À đừng không để trong thùng này. Dạ. Cái bọc cái cây cây đường á. À. Để trong đó. À là nó không bị mềm hay gì? À. À vậy là các bạn ơi là mình phải lấy cái giấy mà màu nâu nâu á hay gì? Không, cái giấy ngoài cây đường đó. À cái giấy ngoài cây đường rồi mình kẹp lại là nó không có bị mềm, còn để cái thùng mình nó sẽ bị mềm. Giờ vô trong đó để cái cái thùng này nè. À con cảm ơn gì? Rồi con biết rồi, mai mốt con sẽ rút kinh nghiệm. Cái đó nó giữ kín lắm. À vậy đó hả gì? Dạ. Rồi, con cảm ơn gì nha. Dạ. Là không bị mềm. Ừ,
lúc mình không biết, cái mình đập nước đá mình để nhiều muối rồi nó cũng vẫn tan. Dạ. Mà để cho cái bọc đó, nó để cái cây đường, cái cây giấy ngoài đó. Dạ. À rồi. Rồi cảm ơn dì nha. Rồi dì tốt bụng quá các bạn ơi, tim mềm á nhưng mà dì mua hết luôn. Mua sạch cái hùng luôn, bây giờ còn nước đá không à. Trời ơi mừng quá các bạn ơi. Đi nãy giờ mới có chút xíu à là hết trơn rồi. Hết trơn 70 cây rồi, biết gì là mình lấy 100 cây để mình bán luôn rồi. Giờ thôi được bao nhiêu tiền nè, mình đếm cho các bạn coi nha. À, thôi các bạn ơi mình khỏi cần đếm nhưng mà chắc mình nghĩ các bạn cũng biết rồi đúng không, biết kết quả là bao nhiêu rồi. Tại nãy mình có nói mình lấy một cây là 1.500 rồi, thì hôm nay mình bán được 70 cây hả, 70 cây thì chia ra đó là 140.000, thì trong đó mình lời được 35.000, còn 105.000 đó thì tiền mình đi lấy kem rồi đó. Mình bán được 35.000 các bạn ơi, hôm nay về mình khoe với lại chị An với chị Hằng là mình bán được 35.000 tiền lời nha. Mình đem về mình mua cá mua mắm rồi mình ăn thôi. Giờ mình đi về các bạn ơi, các bạn đi về với mình nha. Nếu thích video của mình á thì nhớ là like, đăng ký, ủng hộ mình để mình buôn bán thêm nha. Con mua kem hả? Hết kem rồi, hết trơn rồi. Ôi, ông buồn cũng đi vô rồi các bạn. Ông không mua kem mà hết trơn kem rồi. Rồi, hết trơn kem rồi. Mình đi về thôi. Hết rồi gì ơi. Trời ơi cái chiếc xe này.